Chào các bạn. Bây giờ Tâm đi nhà thờ. Tâm đi gần tới nhà thờ rồi. Giờ đi tới cái chợ Chùm Hổm trước nha. Là bây giờ mới có 10 giờ mấy à, mà 11 giờ mới vô lễ. Mới vô có dự lễ. Nên bây giờ Tâm sẽ đi lại chợ Chùm Hổm. Không biết chợ Chùm Hổm hôm nay thì có gì khác tuần trước. Bây giờ thì cũng hơi trưa trưa, không biết còn gì không. Hôm nay Tâm sẽ đi lại cô bán mực để mua mấy bịch mực. Tới nơi rồi. Tới chợ rồi, hôm nay coi có cây con chưa. Chưa có cây con. Cho chị hai bịch mực đi, còn mực không? Còn. Đây, bịch lớn nó ngon. Ở dưới bịch gì lại mua ra thì quay lại lấy ha. Cá gì không? Không, chắc không mới có cá gì. Cá muối đỏ. Cá muối đỏ không? Cá muối đó về làm gì ta? Muối này nướng chứ nhỉ, không nướng ngon hấp đâu. Còn đâu bao nhiêu? Con này tới 19 đồng. Lấy con đó đi với lấy hai bịch mực. Dạ. Còn con gì nữa không? Có con đó thôi hả? Có bự hơn, chị muốn lấy bự thôi, hơn. Thôi, bự quá. Còn cỡ này ăn rồi. Rồi để lấy gì quay lại giờ. Dạ. Có cái gì giống như cái đuối vậy? Có cái đuối đó. Cái đuối hả? Có bị khai không? Sợ lắm. Không. Nó cân chua hả? Dạ, nó cân chua. Không có sao. Thôi, ăn cái khác. Tại nhà người ăn thì không, cũng bắt tiện quá. Cảm ơn. Xà lách bán sao? Xà lách bó 2 đồng. Lấy ba lấy 5 đồng đi, ba bó. Rồi, lấy ba bó. Lấy như vậy nằm lấy một thùng cho con hơn. Nào cũng được. Thùng hết tiền. Kiếm 5 đồng. Đó 5 quay đồng. Có bỏ vô tiếp không? Đó. Bây giờ tụi bên Trung Quốc có mấy đâu mà Trung Quốc có nó quay lên quá chừng luôn bên đó. Ờ thấy sợ ha. Nhưng mà tụi nó được tiền nhiều lắm á. Tại vì nhiều người vô mua vô. Người ta coi nhiều á. Uh-huh. Tại vì thấy lạ với lại ta muốn tìm hiểu á. Uh-huh. Kiểu như muốn là bên tình hình kiểu như mình qua làm dâu sao sao. Khổ thấy mù. Ghê quá ha. Mà thường mấy người Trung Quốc mà ở nhà quê nghèo khó lấy vợ thì mới đi, chứ còn giàu thì mới việc làm đồ này cũng khó khăn nữa. Bây giờ Việt Nam mà đàn ông nghèo còn không lấy được vợ nói với Trung Quốc. Đúng không? Việt Nam mà mấy ông lông nhông giờ ông đâu lấy được vợ đâu. Lấy về lông nhông mà khổ người ta đâu lấy. Ế, Trung Quốc là ế phải rồi. Ồ, hạ này ngon ha. Ủa ngò lớn vậy hả? Ngò tốt ghê ha. Ngò bán sao chị? 2 đồng, đẹp ơi, giờ đẹp đây cả. Ủa đâu thì lấy cái gì? Ngò gì mà mắc như quỷ vậy? Mẹ đồng bà còn mắc cái này mà. 2 đồng một bó ngò. Ủa đen. Nãy nói lộn á, đồng bó ngò. Ờ, nãy nghe 2 đồng. Rồi hẹ sao? Đâu? Cái hẹ không? Ăn nè. Lấy bó ngò, hẹ bó ngò. Lấy bó hẹ bó ngò đi. Ngò rí 1 đồng hay là 2 đồng? 1 đồng gì? Hồi nãy bà nói 2 đồng tôi giật cái mình. Đồng, đồng, đồng. La làng lên cái bánh nói có đồng bạc mà la mắt. Ừ. Để nắng vậy lát nó héo hết. Không héo đâu, tôi nghĩ nè. Che nó lại. Tôi mà đứng ngoài nắng rồi tôi cũng héo cho nó gì nó. Dạ con mua rồi, hẹ của cô nhìn ngon quá ha. Sao lâu nó có nói chuyện với bà bạn gì mà giống tôi không? Trời ơi, bà già không đi đâu hết trơn. Ông đi ca luôn trời ơi.
Ở đâu ra mà cái nó cứ giống bạn của bà không biết đường nữa. Đúng thiệt đó. Thấy không? Không, hôm nay đi không có bán hả? Không, bán cá bán thôi. À, vậy chắc ổng quá, hôm trước mua xà lách của ổng quá. Đó, chỗ này nè. Đúng rồi, ổng á. Vậy hả? Em đi vô đi lễ đây. Chào, bên đây mấy người trồng được hẹ, bán hẹ ngon ghê á. Sao nhà mình hẹ nó lên yếu xìu vậy ta? Cảm ơn nhiều. Tươi thì mệt. Tao muốn thì có cách cắt sẵn rồi đó. Về mình phải cắt. Trả tiền cho cái cô này. Cá hũ. Của chị nhiêu tiền vậy? 10 đồng. 10 đồng. Hai bịch mực với bịch 13 đồng. Cái này 13. Hai đứa em 53. Cái con cá gì đó là con to con nhỏ. Em 53 đó. Sáu chục. Lại chị thích ăn cá đuối mà nhà người ăn người không á. Em ra mua về cứ để đó hoài. Dạ có. Mực tự mực giống như mới đưa lên cho chị hàng. Ngon dạ. Lắm á. Không, cái đó là nhỏ một cái bịch mà có 8 con. Chưa lên chị hàng. Cái đó phải dặn trước đi. Mực 25 mới về chị lấy. Khi nào chị lấy nè? Chiều này không, tí nó đưa lên được không? Chiều tí nữa chưa không? Mai được không? Mai mốt mới được. Mốt mới. Thường á chị cần á thứ bảy chị dặn đi. Dạ. Thứ sáu thứ bảy dặn đi chị lấy. Cái đồ thì vẫn lấy, vẫn để trên tiệm mấy bịch đó. Dạ. Chị ăn chị ăn nhiều lắm. À. Nhưng mà chị lại phải gọi trước cho em mấy cái. Đúng rồi, thì đó. Mực gì? Cái mực lớn hơn. Có 8 con thôi à? Mực có 8 con. Mực to. Y như vậy nhưng mà nó to thôi. Dạ. Đó vậy như mực. Dạ 25 đồng. Cái gì anh cầm cái hũ gì vậy? Chả mực có mực cây em xay ra để chị hỏi hàng lấy thêm mấy bịch nữa thì dạ. Ok bye chị đi đây bye anh. Rẻ rồi, rẻ là sao? 3-4-5 đồng. Để đây bỏ đồ vô xe gì quay lại bán. 3 bó cải ngọt 5 đồng về nấu canh ngủ ngon mua ủng hộ bà con. Trời ơi chiếc xe bên anh nó dơ, trên cây nó rớt xuống kinh luôn. Đi chợ chùm hổm xong rồi các bạn. Bây giờ đi vô nhà thờ. Rồi đi vô trong bãi đậu rồi. Bây giờ tâm sẽ đi xuống với hội trường dòng coi có bán đồ ăn gì ở dưới. Xong rồi tâm đi lễ. Đây là cái đường đi xuống với nhà ăn đây các bạn. Đây là cái trung tâm giáo dục Lava Houston. Đây là cái trường dạy cho các em. Đi xuống là một dòng rồi đi lên đi lễ. Đây cũng còn sớm đó. Hôm nay mùa chay. Cái cô mặc màu tím. Cô đẹp quá à. Coi có bán cái gì thế này. Các đồ ăn cũng hết rồi. Bỏ xuống đây thơm quá. Chỗ này cũng còn đồ ăn nhiều ghê vậy. Hôm nay bán nhiều ghê chưa này. Hôm nay bán cơm. Cơm sườn nướng. Nướng thịt nướng thịt nó hồi có lắm đây. Dạ. Còn bên đây ăn cái gì? Bún măng đường, bò kho, bánh mì.
bên kia có bún, có cơm. Bún măng vịt bò kho. Bánh da lợn, chả chiên. Ồ, có rau quế nè. Ồ, mua đi, tại mua mới tinh á. Mua ở chợ làm sao? Sao? Cô có mua, mua đi con. Cô ủng hộ đi. Tại mua chưa có dùng. Ô, cái này của chợ hả? Đâu có đâu, mua mà không có xài hết. Để nguyên vậy. Nhà bếp xài không hết. Dạ vâng. Chưa có xài. Chưa có xài luôn á. Em lấy cái này cho. Đa đường 50 cái đó. Về ăn với lại trồng. Lấy cái cành nó trồng. Lấy một cây có chả chiên. Có đậu hũ chiên á, có mua không? Ờ vậy hả? Nhưng con chả chiên vậy. Cái đây nhiêu vậy? 5 đồng. Hả? 5 đồng. Ok. Chắc tiền này về nấu không riêng. Đi bên đó mà đi, cái bên đây nó thiệt á. Cái gì đây? Nem hả? Bánh tằm. Cơm, á xôi, gà. Ở đây bữa nay mùa chay mấy người mặc áo dài tím đẹp quá. Xôi, xôi mặn, gai, vịt. Là xôi khúc. Ba đồng nha. Chả chiên, bánh cam, nem nướng, chả giò. Nay như đoàn thanh niên nó bán, thiếu niên gì nó bán cho đồ ăn còn nhiều quá. Đây có thể mình mua rồi mình ra đây mình ngồi mình ăn cũng được nè. Đây có bàn cho mình ngồi mình ăn cũng được luôn. Cái đó cái gì vậy chị? Cái này cá. Cá chim kho. Cá kho. Cá kho nhiều người hỏi lắm mà bữa nay còn lát nào mua đó. Sao đâu cá kho bán nhanh lắm. Hủ này. Thôi giờ đi ra đi lễ. Chị này bán cơm sườn, bì, chả, trứng. Giờ Tấm sẽ vô đi lễ. Bà múc cơm, bà nói là nồi cơm nóng nha. Bà nói luôn mà cơm ra là bụi nhắc luôn. Vô đi lễ. Bữa nay không có lại đằng kia mua cà phê. Sáng nay uống cà phê ở nhà. Tím cũng đẹp. Nay mùa chay treo cái miếng vải màu tím nè. Không biết tấm mặt cái màu đỏ. Mùa chay năm nay quan trọng vấn đề khi buổi sáng hôm nay chúng ta nhìn trên đây tìm chúa những cái lễ sau đây. Hôm nay con xin trình lần thứ hai cho sứ vụ bác ái xã hội của Tổng giáo phận và chúng ta thực hiện. Có lẽ câu một lập từ đối với Việt Nam chúng ta chỉ là hai lập từ những tiếng Anh, Pháp và tiếng Hy Lạp thì nó là một lập từ thôi, nhưng mà có thể có hai ý nghĩa có vẻ như khác nhau, đó là cám dỗ.
xong rồi các bạn. Giờ đi về. Tiếp tục ghé chợ Thân Hưng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ mua xương bò và nấu phở, mua huyết và nấu bún riêu. Trời, huyết mà người ta cũng ăn hết ta. Còn có hai hũ à, ta mua một hũ thôi. Hũ huyết này là 3 đồng 49. Bò để cuối cùng nấu phở. Xương bò mà nguyên cây với cắt ra nó giống nhau hả? Giống nhau. Nó cũng vậy thôi hả? Để cho em bịch xương bò đi. Bịch nào ngon ngon vậy? Y chang hả? Ờ, à, ok. Không, ưng có cái gân mình nấu cái nó bung ra thôi. Không, vậy với mình nấu ra cái gân. Nó ra cái thịt đó nó bung bung ra cái79 luôn mà rau này ngon ghê á, bước rượt à. Này về lặt đi rồi lấy cái cọng trồng được nè. Ồ, chắc mua bó này về trồng quá. Rau răm này đồng 79 mình mua về mình ăn rồi, còn mình lấy cái cọng mình trồng xuống, chứ mình mua cây con nó mắc quá. Còn cái rau húng này đồng 39. Đồ muống bữa nay 4 đồng 1 thao. Đồ muống nè. Còn gai. Còn gai này 2 đồng 85. 2 đồng 4 trái chanh. Que. Rồi que đây cũng ngon. 3 đồng 90. Một bịch đậu quay và xào. Nên mua đậu hũ trắng thì nấu canh với hẹ nãy mua đó. Đậu hũ trắng này 2 đồng 79 miếng. Và bánh phở tươi, nay mua bánh phở tươi nữa. Bánh phở tươi thì 1 đồng 69. Bây giờ tôi mới ghé về chợ Hồng Kông 3. Chợ Hồng Kông 3 này coi có cái rau ngò gai nó rẻ hơn trên đường mình đi luôn. Trời ơi, rau muống 6 đồng thau. Trời, rau muống chợ này chợ kia 4 đồng mình la mắt. Rau muống ở đây nè, rau muống chợ này là 6 đồng thau. Chỉ sợ rau muống chứ mà mắc gì nữa. Thơm chợ này nè, 1 đồng 89 một bó. Mắc hơn chợ Thân Hưng 39 sen. Hành lá 59 sen. Ốc chuối với tí tẹo. Ốc chuối này ngon không nhỉ? Ốc chuối cũng mắc dữ vậy, tới 3 đồng 59 một thao luôn. Mắc quá. Thôi không ăn. Thơm sao mà chín hết trơn hết trọi nè. Xếp ngay ngắn hơn mà cũng ngon hơn chợ kia. Chợ kia một chữ nó nhiều hơn. Này đồng 20.
bằng 76. Giờ cái gì để nó cũng nhanh hơn, khi nó mắc là nó cũng nhanh hư chứ phải. Thôi bây giờ Tám ra về đây, chiếc xe nó bị hư, cái bánh nó ồn quá. Nên thôi Tám không có đi mua cái gì nữa hết. Với lại giờ ra tính tiền á, cái dòng người chờ nó dài quá. Thôi thì Tám không mua gì, Tám về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một buổi sáng chủ nhật của Tám. Chúc các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Bye, hẹn ở clip sau.